Chào ông ạ. Thôi được rồi, anh ngồi đi, anh ngồi để chuyện trao đổi công việc với Trang em. Thôi được rồi, nước nồi sau anh ạ. Trang đưa bộ bài đi. Vậy thì Huy đấy. Có thầy này, cách đây nhiều lắm. Huy ơi! Huy ơi! Tên tuổi trên Thái Nguyên là công nhân ở trên đó. Thế có quen một ông thầy. Đi ra nhà mới thì cái kiểu như làm ăn lên lợn, chết gà, chết nung à. Thế mới mượn ông thầy để cúng. Đấy là trên đất Thái Nguyên nhỉ? Vâng. Thế sau khi cúng xong rồi như vậy ông thầy mới lên đường ngắm là chỗ kia có của, chứ không phải có của. Đúng rồi. Thế mới bỏ cái của thì ông thầy nói là cái của này là của thằng Tàu. Nên nó làm rất là nhiều chỗ, không phải một chỗ. Mà làm ở trên đó mà về dưới này cũng làm. Vâng, dẫn thầy dưới này làm. Thế trong khi làm cái đó thì nó linh lắm. Ví dụ như là đào, đào nửa đêm, thường thường đi đào đêm á. Thế là đào về nhà mà tự nhiên như vậy là bông bóng rất là nhiều, nhưng mà tự nhiên nó nổi rông luôn. Nó nổi rông, đổ con nhà luôn. Đổ con nhà trong nhà. Nên là trong đó như vậy phải đi dậy. Phải khấn thì dậy như vậy lại nằm mơ như vậy, bỏ bom. Đá trên nóc nhà còn nắm tay rơi xuống. Mà trên đường không qua. Thế là vẫn ở trên đất Thái Nguyên nhỉ? Vâng. Thế là có mấy cục đá trên nóc nhà nó rơi xuống. Thế nhìn như vậy nhìn ổn rồi, nắm mấy con đá. Trong được bây giờ như này, đấy là những cái việc mà ở trên Thái Nguyên. Tức là trên Thái Nguyên, đất đấy là đất của ai hay là mình cứ đi mà làm không? Đất kia là trước của mình ở, nhưng mà sau khi là thầy làm, chỗ nào nghi thầy có là có làm. Thầy xem bằng lá dầu có hay không thầy biết là một. Tức là đi đi làm ở cái đất của các cái gia đình. Vâng, mà trong khi đó, sau khi đó thì một thời gian thì cũng về đây nè, đón thầy về đây làm. Về đất này. Về làm không ở đất này, làm ở trên bãi, trên cái lắm là. Vâng. Cô Mỹ thì báo vào chỗ nào làm đấy cũng có. Vâng. Cố gắng là chỗ tao làm thì cũng có. Thế về dẫn thầy về đào, đào lên thì cũng có, như vậy là có. Nó có mấy cục đồng này, nó có chữ nho. Mà trong đó hay như là nó có địa lý này, có rau phá này, rồi có hình nam nữ. Là cái người thầy giúp anh đấy là người ông kia, ông ấy ở đâu? Ông của trên Thái Nguyên. Chứ không phải là ở Hưng Yên đấy gì ạ? Không, tại vì Hưng Yên em có một ông. Tại vì để em nói lại cái kiểu tìm của cái kiểu của những cái ông thầy ở ví dụ như ở Hưng Yên là như này này, khi mà đào lên nó có cái nó chỉ những cái nó đựng ở trong cái gì đó, không, tức nó là đâu? Nó như là nó có cái tôn khoảng 5 ly ấy. Vâng. Xong nó quét địa đường à. Vâng. Nó quét địa đường hai bên, xong sau đó như vậy là nó để cái đó vào, nó có đồng tiền ở lỗ vuông này. Vâng. Nó có đồng bạc trắng này. Vâng. Rồi nó có vàng này. Vâng. Rồi trong đó nó có cả tờ rau phả. Ví dụ vàng như thực ra đấy nó gọi là vàng nhưng không phải là vàng. Đúng rồi, đúng không biết. Thế thì để em kể cho anh nghe cái chuyện này. Tại vì đấy nó là một cái nhóm thầy pháp, người ta chuyên làm cái kiểu này. Tức là đào ở chỗ này xong nó lên một cái chỉ dẫn đào ở chỗ khác. Rồi mà nó toàn đựng ở trong một cái nó không phải là bê tông đâu. Nó lại là như kiểu dạng bột đá với lại gạo nếp ngày xưa ấy. Chứ không phải là bê tông, nó đựng bên trong nó có một cái tờ giấy. Nó có dầu phả, nó đấy nó gọi là tờ giấy, nó gọi tờ giấy. Vâng ạ, xong tờ giấy nó chỉ nhỏ nhỏ này thôi. Nó cuộn lại, đúng không ạ? Cuộn tròn lại xong kéo dài chỉ tầm một này thôi. Xong nó nói là vị trí chỗ nọ, vị trí chỗ kia. Sau đó nó có cái lọ nó đựng cái vàng này. Đấy nó gọi nôm na gọi là vàng non, nhưng không phải là vàng. Tại vì cái đấy mà đem ra kho thì nó lại không phải là vàng. Em thử nhá, qua tiệm vàng để nó có mang tiệm vàng ra kho đỏ. Sau đó là đúng dung dịch thì nó lại trở thành cái màu như đất sét. Vâng, lại cái màu cao lạnh. Vâng, đấy là người ta đấy là cái một cái thuật, cái pháp của các cái pháp sư ở trong Tây Ninh. Đấy, nó dạy những cái nhóm pháp sư này ở ngoài này đi làm những cái trò này. Không, thầy nói thế thì mày em muốn lời. Vâng. Không phải là ông thầy đóng đi, không phải là dẫn thầy giả hoặc là ông thầy như vậy là do một cái nhóm nào đó. Vâng. Vì ông thầy ở trên Thái Nguyên. Vâng. Mà như vậy nó nằm mơ như vậy, bỏ chỗ tao làm con mà dẫn về ngay trên cách đây khoảng độ không cây số nhà mình. Ngay cái bãi Tha Ma. Như vậy cụ bỏ như vậy, tao làm chỗ tao làm này cũng có. Vâng. Thế sau đó mới đón ông thầy ở trên nó về. Vâng. Thì đào ở đây thì cũng có như thế. Chứ không vâng. phải là một nhóm ông thầy làm, à, mà vâng, làm vâng. Thôi rồi, nhưng mà cái chính là như này. Vâng. Cái đấy nó xảy ra, cái đấy nó rất nhiều nhà xảy ra, rất nhiều người gặp những cái trạng thái mà vâng. những cái người thầy đấy khi giúp gia đình đào lên ấy thì nó sẽ gặp cái trạng thái như thế, rất nhiều gia đình. Vâng, nói thế cho nên mà nó
trong khi đó mình làm thì nó bát nhang bát khói đỏ rồi nó lội rông giống như đom đóm không nào thế bát nhang ví dụ đom đóm xanh nó bay ra hàng xóm không phải nó bay ra này bay sang bên này không phải bay ra bay vào nhà mình bay về đây bay vào nhà mình bay ở đây trên Thái Nguyên trên Thái Nguyên là ở vùng nào Thái Nguyên ạ ở Đại Từ Đại Từ xong rồi hết của rồi mới đi vào làm sau khi đó như vậy ông thầy dạy như vậy mới cầm muối gạo muối khấn thì ném thì rồi mới yên rồi thế bây giờ thì hôm nay anh muốn em về đây giúp anh cái gì cái nhất em muốn nhờ cái thứ nhất nhờ thành cái nhất là cũng cái chuyện là không biết là mình thì không biết mình là có nghĩa chồng, là anh chỉ đào từ hồi đến bây giờ là cũng là 30 năm nay rồi. Thế thì khi mà cái thằng này 37 tuổi mà tự dưng nó cứ mỗi một ngày tính nét nó hoàn toàn khác nhau. Nó đang tự dưng nó tuyệt thực nó quát của nó không cho ai cho vào. Xong bắt đầu là anh chị sợ có gì đó. Xong bắt đầu nó đi, nó bỏ nhà nó đi. Nó đi thì khi bắt đầu nó về cái chỗ bà dì ở, khi bắt đầu chị xuống đấy thì nó lại không mở cửa ra mà nó khóa trái cửa lại rất khóa nó không mở cửa khi gọi Hoài thì nó mới bảo là nó lại khóa thế là bạn đấy bây giờ là đang sống trên đây này đang sống trên cũng đây cũng mấy mẹ con thì cũng ở trong Sài Gòn à cũng ở trong kia ra tất cả nhà trong kia ra thế là khi bắt đầu mà cái thằng này nó đi thì bắt đầu là bố mẹ chạy đi xuống thì nó hãi xong bắt đầu nó mở cửa ra thì nó lại chạy vào nhà tắm nó chạy vào nhà tắm thì nó lại ngồi trong nhà tắm nó tắt điện đi thế là cuối cùng nó cứ xa lánh bố mẹ không thế có nói trong cái khi bắt đầu là em mới đi như thế nhá thế chị mới mở tivi chị mới thấy như thế mới sực nhớ là cái hồi xưa cái trường hợp mình như thế hồi xưa mình làm vàng cách đây là 30 năm rồi 31, 32 rồi được rồi à, cũng có thể nó là xuất phát từ đấy nhưng cũng có thể nó xuất phát ở trên đất à, ở trong Sài Gòn thì à, anh chị ở đâu ở quận Bình Tân Bình Tân à, đất có rộng không ạ đất 60 m² chỉ thế thôi có 40 m² bây giờ như này bây giờ anh chị anh tập trung vào để em kiểm tra nhá xem mọi thứ nó xuất phát từ đâu anh là con trưởng à dạ cụ tứ đại nhà này ngày xưa là quan hay là thầy đây này quan gì ạ các con của anh có ai mới sinh cháu hoặc đang mang bầu không chưa không đây báo thêm người cháu trai này. Để báo thêm người. Ô. Cụ này ngày xưa còn là địa chủ nữa cơ. Cụ này này. Ông có phải cụ địa chủ không? Cụ quan đó hay là trước cụ quan đó chắc là cụ làm quan quan và địa chủ đấy ạ. Nó ở cái đất này chứ không phải là do cái việc mà anh chị làm đâu. Vấn đề nó nằm ở đất này. Cửa này. Cái nhà trước đây có một cái nhà ngói cổ năm gian đúng không? Không chết ở cái dưới chỗ dưới kia ở dưới kia cháu nhìn thấy có cái nền của nhà ngói cổ năm gian không có cái lèn nhà con ngày xưa nó bé như vậy có ba gian thôi nhưng mà ở dưới kia ở dưới phía dưới kia có đúng không ạ đúng rồi vâng ba gian hay năm gian ạ ba gian thôi ạ vâng cái nhà nhỡ vâng quay cửa hướng cái lộn xộn này nhỉ vấn đề nó ở đất này anh nhìn em cái giải đất này nhá đây là cái cửa cái cổng đây này cả cái giải đây thì đây là cái đằng sau này thì ở cái góc này này góc này của đất này trước đây nó có gò gồ hoặc tổ mối gì ở đây không hoặc cái cây to gì ở đây không trước kia đấy có một cái cây ngái thôi tức là có đường đi có cây to sợi cây to thì có không nhau nhỉ cây ngái thôi có cây ngái đấy bao nhiêu năm ạ chắc cây chắc lâu rồi cũng nằm theo đấy như thầy nói ở góc đấy vâng ạ góc bên phải đấy nhưng mà đấy thì có một cái vùng của đá này quay để xây cơ mà quay chắn rồi
chạy mộ đi rồi ạ. Thế còn lại cái chỗ đấy ngày xưa nó có cái tổ mối lên hoặc là có gò gồ gì không ạ? Không có, chỉ có con đường từ ngoài đi vào trong đấy thôi. Vậy thì cái cây cây đấy là cái cây nó khoảng độ bao nhiêu năm rồi và nó nằm ở đây, ông nhìn cho cháu cái đất này nhá. Thì nó nằm ở cái góc này này, góc không rượu đấy. Đúng rồi. Đây, là chặt lâu chưa? Chặt nó lâu là bao nhiêu lâu ạ? Coi thì xin là bây giờ nó vẫn còn sống. Còn sống ạ? Thế còn cái thời gian này là trong để làm mốc. Nhưng mà trước đây cái cây đấy nó tầm được khoảng bao nhiêu năm ạ? Lâu rồi. Từ năm trước phải là năm 65 rồi. Năm 65 rồi. Trước cháu nghĩ là còn trước năm 45 chứ không phải 65 đâu. 65. Trước năm 45 ạ. Vâng. Thế là cứ chết đi xong lại lên lại. Cái cây này nó lớn hơi bất thường. Vâng. Nó gọi là hơi bất thường không ạ? Vâng. Cái sự phát triển của nó hơi bất thường. Và cái chỗ đất đấy nó rất nó hơi lạnh. Nó gọi là ra đấy nó hơi lạnh. Cái âm khí nó hơi lạnh. Vậy thì vấn đề nó xuất phát từ ở trên cái đất này chứ không phải là do cái việc mà anh chị đi làm ngày xưa. Vâng. Mà anh chị cứ đi đào bới ở đâu trên đất này nó cũng có củi. Cái này nó cũng phải sợ rồi phải. Sợ rồi. Ngày xưa còn bé hai mấy tuổi nghĩ đến đang nghèo, nghĩ đến của với tiền vàng bạc để thích. Nhưng mà giờ có tuổi giờ tự nhiên nghĩ đến cái đâu, hoàn cảnh, cái trường hợp như thế sợ. Cái mà nên nghĩ cái thằng này. Nghĩ là như hồi xưa. Bây giờ anh dẫn em ra chỗ gốc kê đi. Dạ. Em chỉ chỗ cho. Còn lại tùy duyên tùy phúc của gia đình thôi. Có bóng dẫn này chặt lên, chặt đi lại lên, chặt đi lên. Đấy là nơi sự bất thường của nó. Đây à? Không phải chỗ này. Đây là cây nhãn này. Không phải chỗ này. Bên trong này. Bên trong này. Đây anh soi, anh soi. Ở trong là cây nó nằm ở cái góc này thôi. Đây hình như cái cây nó vẫn còn đây. Đây là cái chuồng nuôi động. Trước là nuôi gà. Trước kia là nhà cầu. Nhà cầu. Cái nhà cầu rồi được rồi thì đây là cái sự tác động để nó cho gia đình làm vào đây. Đây là anh soi cho em cái que ở đây, soi đèn và cái que này cho em nhé. Nó chỉ rất nhanh ra đấy luôn. Cái này là thuộc đất nhà mình hay thuộc đất nhà bên kia? Nó là đất của nhà này, đất của nhà này rất mạnh vào đây luôn. Ồ lại đông đưa. Ồ. Có cây. Không phải. Nó lại đông đưa như này thì đất này lại có cái vật gọi là đồ thiên, tức là thiên thạch ấy. Bao nhiêu về chuyển cái bóng đèn đi. Tôi không cần đâu, không cần. Đây đông đưa rồi. Tao không ấy được thì không biết điện rồi mày cắm cho nào mày về chuyển cái khoảng cách này. Không phải nó đong đưa như này thì nó lại là có cái vật này nó nằm trên mặt của cái chum. Cái vật này nó gọi là đá trên trời hay còn gọi là thiên thạch. Mà cái này trước kia là cái ao không? Cái lúc mình đào ao cơ mà. Vừa đất là coi cái chỗ này là coi thiếu đất đào nó có ngay khoảng tầm độ 3 miếng. Vâng, đào sâu đào nói chung là hết cái dãy này mà. Đấy. Tức là đào đất. Đào trước là nhà ao, không mà mới nấp vào. Không, nhưng chỗ kia lại không đào đâu. Chỗ này thì chưa đào. Vâng ạ, nó nằm ở chỗ kia cơ. Vâng. Nó nằm ở trong đấy. Vâng. Và cái cây nó nằm ở trong đấy luôn ạ. Vâng, ở ngay cái góc này. Vâng. Hỏi thầy nó đung đưa chỗ này nó sao được cửa. Không phải, nó đung đưa thì ở đây nó là cái vật phóng xạ mà. Thì ở chỗ nào nó cũng đung đưa, tí nó vào nhà nó cũng đung đưa. À. Nhưng ở đâu gần càng gần tâm nó thì cái biên độ đung đưa của nó càng mạnh. Đây như này là nó rất là mạnh. Đấy. Đây nó đung đưa rất mạnh. Vào trong kia nó còn đung đưa mạnh nữa cơ. Đấy. Thì nó nằm đấy, cái chỗ ánh đèn này, anh soi này đấy. Đấy, chỗ ánh đèn. Đây là cái vật này là cái vật chôn chứ không phải là vật rơi. Thiên thạch thì nó thường là rơi nhưng đây là vật chôn.
chôn ở trên cái miệng của một cái chung. Chỗ này là ngày chỗ ngày xưa chôn lại, không biết là của địa chủ hay là của Trung Quốc ngày xưa thì chưa rõ, nhưng ở đây nó chôn lại và cái chiều sâu của nó thì tầm khoảng độ 2 mét rưỡi. Nếu mà không vượt lên quá cao thì nó chỉ tầm 2 mét rưỡi, còn không thì là vượt lên 50 phân thì là 3 mét. Cái khu này nó quay trước là có khu đường mạng 5.5 à 6.5 rồi. Thì em chú này tối đơn đi tiểu. Chết luôn. Chết ở nhà này luôn. Chết nhà lúc 12 giờ đêm. Đi tiểu về cái là chết. Rồi trước đấy 1 2 năm là mẹ cũng mà mẹ cũng về đến nhà Tây Biến. Đi ăn cỗ. Thực ra như này này, tức là mẹ của anh đi ạ. Dạ. Trước khi mẹ anh bị mất đi là hay có trạng thái đau đầu lắm đúng không? Đúng rồi. Bà hay bị đau đầu, ngày xưa hay bị đau đầu lắm, cứ kêu đau buốt đầu ấy. Đúng rồi. Vâng. Tại vì nhà có cái vật này. Đấy, cho nên nó bị này. Mà may là bây giờ gia đình sống ở phía trong này, chứ còn lại nếu mà sống mà có phòng ngủ nằm ở ngoài này là dễ bị bệnh tật. Đấy, đây này chú đây. Là ở đi tiểu vào là chết nằm ở phòng. Chú ở phòng này. Vâng. Tôi cũng là cái may mắn thôi, không thì mà chị đến hơn 10 năm không ngủ được. Mà mắt không díp vào mà ở trong Nam ấy, cũng nằm buồn ngủ lắm nhưng không ngủ được. Mà sáng dậy vẫn bình thường. Nhưng mà buồn ngủ tại sao? Bây giờ như này có lẽ như này tại vì là cái đất này nó rất là nặng. Thực sự nó phải nói là rất nặng. Đất này là đất nặng và gọi là đất nghịch. Thì bây giờ tại vì vừa nãy là em lại sử dụng cái năng lượng để đẩy cho một cái bạn ở bên Mỹ Hào ấy rồi. Không biết bây giờ em có xử lý được không? Nếu như em không xử lý được thì chắc em phải để lại trận đồ, sau đó em quay lại. Sau đó quay lại, còn lại anh chị định bao giờ vào? Nếu mà thầy mà làm trong may mắn thì gặp lại, còn nếu không biết tháng riêng bao giờ gặp được ai thì mới bảo. Thế là thế thì đến đầu năm, có thể là đầu năm. Thôi bây giờ em sẽ cố. Cố nếu không được thì tại vì đúng ra nếu như này thì hôm nay sẽ đẩy cho chị, thì đẩy cho chị cái bệnh tật nó sẽ đỡ đi. Vâng. Cái chuyện mất ngủ nó sẽ đỡ đi. Và lát nữa thì sẽ mấy gửi thằng cháu. Vâng, đấy như hôm nay thì không còn cái năng lượng để đẩy nữa. Vâng. Có lẽ như thế này thì để cho nó cho nó hiệu quả thì bây giờ ra em để cho gia đình cái trận đồ. Trận đồ thì quay ở giữa nhà đây này. Quay giữa nhà xong rồi chị với lại cháu thay nhau ngồi. Ngồi một ngày 2 tiếng, ngồi tầm khoảng độ 1 tuần. Sau đó là em sẽ quay lại trước Tết. Em sẽ quay lại trước Tết để cho anh chị về vào trong đấy. Hoặc là gia đình ăn Tết cho nó gọi là an toàn. Chứ còn nếu không thì nó rất là phức tạp. Thực ra em vào đây cái năng lượng của em nó yếu, cho nên em bị đau đầu luôn. Em ra kia em đau đầu. Cái đấy là cái chất, cái vật nó phóng xạ ra rất là mạnh. Rất là mạnh. Đấy, cái chương trình là như một vài năm nữa là sẽ ở trong Nam, sẽ về là định làm nhà từ đấy quay về đây. Thế là như thầy nói như thế, giờ làm nhà này thì nguy hiểm. Nguy hiểm thì bây giờ thì cái này cái vật ở dưới thì kệ nó thôi. Tại vì thực ra như này này, khi mà mình mà chủ ý đào ấy, tại vì mình phải nói thẳng với nhau như này, cái này là tài nguyên. Ngày xưa anh Đinh là đào đấy, đào tài nguyên. Cũng may này không đào được, chứ anh mà đào được chắc là giờ anh rũ tủ rồi. Anh hiểu ạ. Mà đào nhiều chỗ không? Vâng. Thôi bây giờ cái đấy nó cứ để kệ nó. Nếu như là nó là cái thời điểm và cái phúc, cái lộc của gia đình thì đất nó tự đùn lên. Còn này không thì cứ để kệ nó, thì tránh cái chỗ đấy ra, làm nhà tránh cái chỗ đấy ra. Nó rơi ra, tránh những cái đuôi nó tầm độ 50 phân đến 1 mét thôi mà. Bỏ cái chỗ nhưng đấy. Nhưng mà nếu mà trường hợp có làm nhà với cái vẫn như thế thì nhà có khả năng cũng có cái trường hợp nó sẽ ảnh hưởng, nó sẽ ảnh hưởng. Tại vì cái vật đó nó vẫn nằm ở dưới, nó sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe, mà nó sẽ gây trạng thái ung thư đấy. Gây trạng thái ung thư. Vâng ạ. À. Thế giờ đào quá đi thì có ảnh hưởng đến sức khỏe. Thực ra đào bây giờ nó như này này, nếu không đến thời điểm mà đào nó sẽ dịch đi hoặc là nó sẽ hóa thành cái khác. Đấy, cho nên cái này là hơi bất cập. Mà cái thằng này làm sao cứ mỗi ngày nó ít nói đi. Vâng, xong rồi vợ con không biết gì. Mà cứ bố mẹ thì cứ sao lắng. Vâng. Mấy này hỏi thầy là trước ông này cũng thờ điện ở trên này. Xong rồi tự mang ra sông giải. Đấy, nhỏ, là chắc là do đất nghịch quá cho nên là ông thờ điện để chấn đất. Thôi rồi, bây giờ để kiểm tra nhé. Bây giờ em kiểm tra xem có làm được hôm nay hay không. Vâng. Nếu mà làm được thì em làm, mà nếu không chắc phải hẹn lại nhé. Thần nữ nó đang ở đây rồi đây. Nó buồn.
phần nữ đang đây rồi thôi có lẽ. Muốn xỉu. Tại vì em làm nói thật với mọi người như này này, làm tâm linh không phải chuyện đùa đâu. Làm không mà không đủ năng lượng làm cái em ra ngoài kia là tỏi chứ không phải đơn giản đâu. Sợ là không đủ cái năng lượng để làm. Vì đất đây nó nặng quá, em nghĩ là nó như những cái nhà khác thôi thì nó bình thường. Thôi để gần Tết đi. Chứ bây giờ em làm cái em đi ra ngoài cái chết tỏi. Vâng. Thôi thế hẹn gia đình. Tí nữa bây giờ ra em để đưa ra trận đồ. Xong rồi quay ở nhà với chị. Chị với lại bạn ấy chịu khó ngồi. Ngồi nó sẽ khỏe người đấy thôi. Chứ nó không có gì đảo mà chịu khó ngày ngồi một ngày 2 tiếng. Thế thì bây giờ anh ra ngoài em đưa cho trận đồ nhá, xong Trang hướng dẫn cho gia đình. Ông ơi, thì cháu xin phép ông nhá, tầm 7 ngày nữa hoặc là cuối năm gần Tết thì cháu sẽ quay lại, chứ bây giờ hôm nay cháu yếu người lắm. Vâng vâng, nhá ông nhá, đất ông hơi nặng. Vâng. Rồi thế chào gia đình nhá. Vâng vâng.